Rồi, chào cả nhà. Xin chào cả nhà. À, thế như thường lệ thì mỗi buổi tối chủ nhật mình sẽ có chương trình làm đẹp. Thì mời mấy chị mình bắt đầu nhé. Trước khi mà mình làm đẹp á, thì hôm nay mình lại làm đẹp có gồm có là máy rửa mặt, rồi đánh máy facial và dưỡng da, chú face và dưỡng da. Thì bây giờ mình bắt đầu với cái máy rửa mặt ngay mấy chị. Ok, bây giờ mình Mấy rửa chị mặt có với lại khỏe cái máy này. không? Khỏe. Khỏe. Dạ. À, rồi, cái máy rửa mặt này nó có công dụng, mình chỉ rửa mặt trong vòng mà 2 phút thôi, nó sẽ sạch sâu với da của mình. Mà lúc mình rửa mặt thì nó có cái động tác massage đó, nó sẽ làm cho da mình nó tuần hoàn máu. Với lại những dành, đặc biệt là dành cho những người mà có makeup hay là có da mụn á, nó sẽ sạch sâu với da. Mà lúc mà mình sửa sau rau sau mà khoảng 2 phút đó, thì mình thấy cái da mà nó sạch, thì lúc đó mình dưỡng da nó dễ thẩm thấu trong da mình, nó nuôi dưỡng da nó tốt hơn đó. Thì thử nói sơ qua hai mấy cái công dụng của cái máy đó. Bây giờ mình bắt đầu mình Dạ, ok rửa ha. Rồi mình rửa thì mình cũng để kem lên cũng cho cái đầu này nó ướt luôn. Nhưng mà cái sữa rửa mặt này nó có nhiều loại lắm, nó dành cho da khô, da đỏ, với lại da mụn, với da mà acne đó, da mà nhiều mụn đó. Rồi nó có 5 loại da, cho nên tùy theo cái da mình nó loại nào thì mình mua cái sữa rửa mặt đó cho nó hợp với cái da của mình. Mình có wow. thể để sữa rửa mặt trực tiếp lên da luôn ha, để lên 5 điểm. Rồi, cảm ơn chị Thủy chia sẻ cái máy rửa mặt Lumi Spa này. Mình rất rất là thích. Ở trong đây hôm nay đó mình có mặt tất cả các chị Ái Hoa Trần từ ở New Jersey. Mình tên là Trinh Lê đến từ cũng New Jersey hàng xóm của Ái Hoa Trần. Mình có chị Trà My Trần ở Oklahoma. Mình có chị Muối Trương ở Philadelphia. Mình có Giang Nguyễn ở Texas. Mình có chị Lan Fraser ở Minnesota hả chị. Mình có chị Phấn Trương ở Philadelphia. Mình có chị Hạnh chị ở Florida. Mình có Thủy người vừa mới giới thiệu cho mọi người máy Lumi Spa ở Montreal, Canada. Và mình có chị ở Saskatoon, Canada. Đây là một cái buổi làm đẹp của tất cả các chị em. Thì đây là những cái lúc mà mình nghĩ là cái khoảnh khắc mà chúng ta chăm sóc tới bản thân mình và trong đó cái da mặt của mình rất rất là quan trọng. Chị Muối ơi tuyệt vời. Dạ, đúng rồi, thank you chị Trinh, thank you chị Thủy. Thank Rửa mặt là cái bước làm sạch. Máy này nó vừa rửa mặt nó vừa massage mặt cho mình, giác tuyệt vời lắm mấy chị. này nó đi trong vòng có 2 phút thôi là dễ nhà nhanh vậy làm sạch sâu. Rồi em 2 phút đã xong. Lớn 2 phút đã xong. Sao Sao nhanh quá vậy mấy chị? Mấy chị chờ em với. sao mày em chạy nhanh vậy em biết nữa thì nếu mà xong trong lúc đợi chị Rồi. Chín đó mình massage mặt mình đi. Đúng rồi. Tại vì cái Mặt tuổi cũng già nó xong không rồi chờ đây đợi mình. Ok, mình phải rượt theo nó. nè. Chặn nó lại cho nên mấy mấy chị mà đi lẹ quá, mấy chị trẻ sớm à. Rồi, mình rửa mặt mình massage chút thôi, mình lau sơ. 2 phút nó đi nhanh lắm, tại vì nó vừa rửa sạch mà nó còn được massage cho nên cái cảm giác của nó êm sướng lắm. Giống như là cái mặt của mình được tập thể dục cái đó ha. Nó Dạ. massage, nó tuần hoàn, máu huyết lưu thông, da mặt mình nó hồng hào lên. Yeah.
Hồi nãy thấy cái mặt đó hả, mệt đúng không? Giật nãy xong tôi thấy cái mặt nó tươi rói lên, nó thấy nó khỏe lên. Trong nhà mình không có đi ra ngoài nhiều mà tin nguyên một ngày tối tối cũng thấy Rồi, đi em cũng chơi đã biển xong nha. rồi. Dạ, ok. Bây giờ mình rửa mặt xong thì bước tiếp theo là mình sẽ làm ấm mặt mình để mình đánh máy nâng cơ nhé. Wow, để Bây chút giờ rửa là mình dùng cái máy nâng cơ này nhé. đây, máy này Rồi đây. chị Chính là chết, rồi chị Chính là chết, đời đời. Nhanh quá, nhanh quá. Đã chứ chính chứ biết sao cái máy mình nó đi chậm hơn bình thường, nó giỡn thôi, là tại mình bắt đầu sao mình sử dụng tới cái máy nâng cơ, bởi vì rất rất là quan trọng, như Thủy nói là cái bước đầu mình rửa da mặt quan trọng, nhưng mà còn cái một cái quan trọng thứ hai nữa thì làm sao mà để cho cái da mặt của mình được lúc nào cũng căng như là lúc mà mình còn trẻ. Rồi tại vì mình nói là nó nâng cơ đó, cho nên khi mà mình lớn tuổi bắt đầu cái cơ của mình nó bị xệ xuống nè, với lại không những là nâng cơ mà nó còn giảm những cái vết nhăn đó. Rồi mình thí dụ như khi mà lớn tuổi bắt đầu mình có những cái đốm nâu nặng hơn nữa thì mình gọi là nám, thì đây cũng là cái máy mình nói sao sao cho nó đúng, đây là một trong những cái máy mà đáp ứng đúng cái nhu cầu của những cái đó luôn. Thành ra mình mê lắm, xài hơn 5 năm rồi, cho nên là nhờ cái máy này cho nên nó đi ngược lại thời gian một chút xíu, có nghĩa là mình không có bị già đi, và mình không những mình giữ lại ở đó mà mình có thể là mình còn được trẻ hơn nữa, có nghĩa là mình không thể nào quá trẻ nhưng mà ít nhất là nó không bị già. Đó là một trong những cái mình rất 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 là thích rồi. Rồi, cảm ơn chị Trinh. Yeah, cảm ơn chị Trinh. Mà sử dụng máy này có cảm nhận gì không nè? Em thì giờ em mê cái máy này lắm. Khi nào mà tình nào mà em không đánh là em cảm giác như cái mặt em nó xấu lắm rồi. Xuyên đánh cái này riết, mỗi lần đánh xong thì cảm nhận cái da mình nó căng á, thích lắm. Ừ, nó săn chắc lên, mấy cái vết nhăn cũng giảm đi ha, Yeah. mấy cái bọng mắt này cũng giảm nữa nè. Thế Là thì cái thay da vì hay là cái máy mình gọi là cái máy nâng cơ mà ừ. nói đùa mà nói thật nghe giống bạn ủi vậy đó, chỗ nào nhanh thì Mấy mình tập trung mình ủi nữa. cái vết nám cũng Yeah. mờ đi nữa nè ha, Yeah. Mỗi lần mình chạy xong tại cái vì da mình nó láng mịn. vết nám nó mờ đi tại vì ở trong đây nó có hai cái loại gen, màu trắng với màu xanh đó. Một cái trắng thì nó để tiền trị liệu, còn cái kia để cho mình trị liệu. Cái màu trắng này nè là cái máy này nó có hai cái dòng điện galvanic, nó làm cho tuần hoàn máu, rồi nó đưa cái gen này nó thẳng nó sâu xuống cái da của mình á, nó đẩy xuống đó, xong rồi nó dòng điện hai cái âm nó đẩy xuống đây, rồi tao chút xíu mình đi cái xanh thì nó là cái dương nữa, thì nó xuống nó hút những cái chất mà dơ bẩn của mình ở dưới da đó, nó hút ra. Một cái thì nó đưa xuống, một cái thì nó hút ra, cho nên nó làm cho da mình nó sạch sâu, mà mấy cái bã nhờn lỗ sâu cái đó nó lấy sạch ra hết luôn rồi, cho nên làm cho lỗ chân lông mình nó ghép lại, lỗ Dạ, chân thank you lông nó khe à lỗ chân lông nó cũng cũng nhỏ đi nữa. Thủy. Thank you chị Thủy. À, mà mình cũng phải hướng dẫn cái cách sử dụng hết, trước khi làm mình cũng phải xịt nước vô đây Dạ. chứ ha. Bên cái máy bên thị trường, các thị trường khác á, máy gì Thủy á, thì ban đầu là mình bấm số 1 nó mấy chị. À, Cái máy của cái mình thì này ban đầu bấm số 4, bên Mỹ thì bấm số 4. ừ, tại cái gen bên đây nó khác, có màu xanh màu trắng, còn bên đó là cái Chỉ có loại màu trắng gen thôi. à Yeah, cũng Mỹ chỉ mà có một màu trắng thôi. ừ, bên đây thì đó cái màu trắng này là cái tiền trị liệu, là cái gen này nó đưa sâu xuống cái da của mình nè, để nó đưa sâu cái đó để nó hút những mấy cái bã nhờn của dưới da của mình lên. Mà Thủy thấy là mình tổ chức mỗi tuần mình có một cái buổi mà làm chung giống vậy nó rất là hay á, tại nhiều khi mình có nhiều khi muốn làm đẹp nhưng mà không có siêng làm đều đặn á, cho Dạ, nên yeah, mình làm xuyên nếu mà hay có ai mà có muốn mà tham gia chung với cái nhóm mình thì cứ việc đăng ký làm chung, phải không chị?
nên làm chung với nhau vừa vừa được đẹp vừa được tám phải không? Dạ thì như mấy chị mấy chia sẻ đó à, thì trong cái buổi làm đẹp của mình đó, cái máy rửa mặt là cái máy rất là quan trọng để cái bước làm sạch. Nhưng mà cái máy máy nâng, đây là cái máy nâng cơ, là cái máy thay vì mình gọi là cái máy ủi nhỏ nhỏ đây, cái chỗ nào mà nhanh thì mình ủi, nếu mà mình xuyên làm đều đặn thì da mình nó sẽ không bị chảy xệ mà nó xanh. Đúng. Nó mình rất là mình màng. Thì sau khi mà mình rửa mặt xong rồi mình đánh máy nâng cơ, mình dùng máy nâng cơ một tuần thì 2 lần 3 lần tùy theo cái thời gian của anh chị, nhưng mà cái chương trình của mình thì chỉ làm mỗi chủ nhật thôi, nhưng mà bình thường thì mấy chị ở nhà cũng đã làm riêng 1-2 lần nữa, có nghĩa là mình làm ít nhất là 2 lần, còn có thời gian mình nên làm 3 lần thì càng tốt. Thì sau cái phần mà mình đánh máy thì mấy chị có thể là đắp mặt nạ hoặc là có thể là dùng cái hộp mà True Face này nè, giọt đây là giọt nước thần ha, nó làm cho da mình nó săn chắc hơn. Xong rồi là mình dưỡng da rồi để đi ngủ thôi. Thì đó là quá trình cái buổi làm đẹp. Hello Ly. Hello Hoa. Đó, mình có mấy bước, mình có mấy bước để như vậy đó. Thì nếu mà anh chị nào muốn có làm da đẹp, muốn tham gia hội phụ nữ vừa được đẹp vừa được tám vừa nói chuyện thì có thể là tham gia cùng mấy hoa trăng đúng nhóm này để làm đẹp chung nhá. Rồi mình chào cả nhà nghe. Mình được rau ok. Mình chào cả nhà Facebook. Mình stop cái live stream này. Ok. Chị Trinh có lời gì nữa không chị Trinh ơi, trước khi em dừng? Trước khi dừng hả? Một cái lời của mình á, là luôn nhắn nhủ là đối với phụ nữ á, thì sắc đẹp là một trong những cái vấn đề rất rất là quan trọng. Sắc đẹp ở đây không phải là đẹp nghiêng trời lỡ đất, nhưng mà ít nhất á, rằng là mình có một cái sự tự tin phụ nữ của mình, một cái làn da mịn màng trắng trẻo căng căng phồng như là cái thợ mà còn trẻ đó, nó dễ coi đó. Cho nên đó là cái nhắn nhủ của Trinh thôi, mà chỉ cần một lần, hai lần trong tuần, mà một lần như vậy chừng 15 phút, 20 phút thôi là mình đã có đáp ứng được cái nhu cầu mà của phụ nữ mình mong muốn rồi. Đó là cái lời nhắn nhủ của Trinh thôi. Cảm ơn chị Trinh. Mình nha, phụ nữ mình không không ngừng xinh đẹp, không ngừng trẻ trung. Có quyền đẹp không? Có quyền được trẻ đẹp mãi không? Dạ. Ok, cảm ơn chị Lan, em stop dừng cái live stream nhé. Rồi cảm ơn cả nhà theo dõi.